Hôm nay thì giới thiệu cho cô chú anh chị cái bãi biển này bởi vì có nhiều cô chú anh chị hỏi em là nếu như đến với Phan Thiết mà muốn tắm biển ở ngay trung tâm thành phố hoặc là ở những cái căn mà đối diện mặt biển thì có thể tham khảo ở địa điểm nào. Thì bãi biển Đồ Dương là một trong những địa điểm cô chú anh chị có thể lựa chọn. Đây là Ocean Coffee. Đây là một quán cà phê mà nó rất gần với mặt biển. Cô chú anh chị thấy quán ở bên này ha, cách một cái bờ kè thì sẽ là biển luôn. Thì thấy cái khu này là cái khu mà mọi người ăn uống nhiều. Ở đây thì cô chú anh chị mua đồ hải sản chỗ này nè, hoặc là mua nước uống ở đây thì mọi người sẽ được miễn phí bạc. Những cái bạc này người ta sẽ trải và cho mọi người ngồi miễn phí. Và mọi người sẽ có một cái view dưới hàng dương rất là đẹp, rất là mát như thế này. Xin chào tất cả các cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của em. Sáng hôm nay thì em đang có mặt tại bãi biển Đồ Dương. Đây là một cái bãi biển ngay trung tâm của thành phố Phan Thiết. Nếu như cô chú anh chị mà đến với Phan Thiết thì tìm cái bãi này rất là dễ. Thứ hai là mình sẽ ở được những cái khách sạn ở ngay đối diện bãi biển như là khách sạn Đồ Dương nè, khách sạn Bình Minh và khách sạn TTC ở ngoài kia. Ngoài ra thì cô chú anh chị còn có thể đi ở những cái hotel mini ở phía bên khu nhà giàu, ở bên khu Ocean đó. Thì bây giờ em sẽ cùng cô chú anh chị đi dạo cái bãi này. Em giới thiệu cái bãi biển này để cho cô chú anh chị nếu muốn ở những cái căn mà ở ngay trung tâm thành phố hoặc là tắm biển ngay trung tâm thành phố thì mình có thể tham khảo chỗ này nha. Ở đây thì là một cái bãi biển mọi người sẽ tắm miễn phí, ở đây sẽ không thu phí. Có bãi giữ xe và có nơi cho mọi người tắm nước ngọt luôn. Nó sẽ nằm ở phía cuối cùng á. Bây giờ em sẽ cùng mọi người đi dọc dọc ở đây. Ở đường này thì ngoài ra còn có mấy cái quán cà phê. Chỗ này nè. Đó, mọi người có thể ngồi ở bên đường nhìn qua bên cái view biển bên này. Cuối tuần thì có thêm mấy cô đang bán đồ như là bán đồ ăn vặt nè, hoặc là bán bánh quay vạt sẽ bán ở dọc đường này. Còn ô tô thì cô chú anh chị cứ đậu dọc dọc ở chỗ này để mình đi xuống biển thôi. Bên này thì có khách sạn, chỗ này là khách sạn Bình Minh, bên kia là khách sạn TTC. Em sẽ cùng mọi người đi dọc dọc lên nha. Lúc nãy thì em đi dọc ở đường này đi lên tới chỗ này một chút xíu thì cô chú anh chị sẽ thấy cái biển ghi là công viên Đồ Dương. Đây là cái công viên ngay trung tâm thành phố luôn. Hoặc là cô chú anh chị có thể tìm cái địa điểm là Highland Coffee. Thì đối diện qua vẫn là ngay cái công viên này, hoặc là khách sạn TTC. Đây là một cái khách sạn cũng khá là nhiều phòng á. Cô chú anh chị có thể ở đây. Hoặc là mình gửi ô tô thì mình cứ đi theo cái xe ô tô màu trắng kia kìa. Đó, mình đi vô chỗ đó là ngay cái bãi giữ xe. Bây giờ em sẽ cùng với mọi người đi vào công viên này nha. Hôm nay xem là ngày cuối tuần thì mọi người vô trong công viên này có đông hay không. Thường thì ở đây em thấy là du khách nếu như mà chọn phòng ở Mũi Né thì du khách cũng hay ghé ngang ở công viên chỗ này. Thứ nhất là đi dạo biển, thứ hai là uống cà phê ở ven ven mấy cái quán cà phê ngay dọc đường này nè. Ở đây có mấy quán cà phê cũng ở bên kia đường nhưng mà mọi người có thể nhìn ra biển được. Còn chỗ này thì có một cái khu vui chơi nho nhỏ cho trẻ em. Còn ở dưới cuối cùng kia sẽ là cái khu tắm nước ngọt. Bây giờ em sẽ cùng mọi người đi ra biển nha. Hôm qua thì Phan Thiết mưa nên hôm nay em thấy là cát nó hơi ướt một tí. Còn đây là công viên nè, cây xanh cũng khá là nhiều. Rộng rãi, thoáng mát. Hôm nay thì đi ra xem là hôm nay nước có cao hay sóng có mạnh hay không nha. Giờ này thì em nghĩ là bà con cũng đi tắm biển về hết rồi. Giờ này đa phần là khách du lịch thôi. Khách du lịch đi uống cà phê rồi đi chơi quanh quanh đây. Thế còn bà con đi tắm biển thì em nghĩ là tầm bây giờ là 9 giờ sáng thì mọi người cũng đi về hết rồi. Hôm nay nước cũng dâng cao, dâng lên sát ngay cái bờ kè luôn rồi. Bình thường thì nước sẽ rút ra xa, mọi người sẽ có một cái bãi cát rộng để mọi người tắm. Wow, hôm nay nước dâng lên cao. Có lẽ là hôm qua trời mưa nên nước hôm nay nó dâng cao hơn ngày thường. Chứ bình thường thì mọi người sẽ ra tới ngay cái cờ ngoài kia. Tới chỗ đó thì mọi người mới chạy tới nước lận.
Còn chỗ này là bờ kè. Nhờ bờ kè dạo gần đây thì cũng bị sóng đánh nó trôi dạt hết một số cái mảng bê tông ở chỗ này luôn. Hôm trước thì em có đi ra đây để quay cho cô chú anh chị xem, thì cái đường này mọi người có thể đi từ đây đi xuống tới cái cảng Thanh Hải, cảng Phú Hài đó, mọi người cứ thẳng cái đường này đi thôi. Hôm nay em ra đây thì em thấy là khách du lịch ra đây cũng khá là đông, mặc dù là hôm qua trời mưa to, nước hôm nay dâng cao nhưng mà sóng lại êm nên du khách cũng xuống tắm rất là nhiều. Chỗ này tắm nhiều nè. Ở chỗ này cô chú anh chị thấy là có mấy bé mặc áo phao á, thì để mình thuê được áo phao thì mình cứ đến ngay chỗ mấy cái quầy ngay chỗ này nè, thì mọi người sẽ thuê áo phao và tắm nó sẽ an toàn hơn. Ngoài ra thì mọi người đi dọc dọc ở chỗ này thì mọi người còn đi ra được mấy cái quán cà phê sát dọc bãi biển nữa. Ví dụ như chỗ này thì có một cái quán của Ocean nè, dưới kia thì có cái quán Thảnh Thơi, một cái quán mới mở thôi nhưng mà có cái view uống cà phê rất là đẹp để mọi người có thể nhìn ra một cái bãi biển rộng lớn mênh mông như thế này. Đây là một cái bãi mà ngay trung tâm thành phố mà em thấy là rất là nhiều du khách đến đây, cũng như là mọi người thích ở những cái căn ở đối diện nè, thì mọi người có thể tham khảo như là TTC rồi Bình Minh hoặc là khách sạn Đồ Dương, đó là ba khách sạn mà đối diện ngay cái bãi biển này. Còn mọi người thích ở hotel thì mọi người chỉ cần đi vào trong chút xíu, qua bãi xe chút xíu, ngay cái chỗ mấy cái tòa nhà ngay chỗ này nè, tòa nhà trắng trắng này nè đó, chỗ đó thì có mấy cái khách sạn ở trong đó thì mọi người có thể thuê phòng cũng gần cái bãi biển này. Bây giờ thì em sẽ cùng với mọi người đi lên trên kia để xem du khách ở trong những cái hàng cây này nè, rồi đi mua đồ ăn uống ở bên này, xong rồi đi dọc dọc ra bãi biển ha. Chỗ này thì trời hơi nắng một tí. Bây giờ em sẽ cùng mọi người đi nha. Ở đây thì vào cuối tuần thì em thấy ngay cái bãi cát này nè, có nhiều cái đoàn team building người ta cũng tới đây, người ta chơi trên bãi cát này. Rồi bây giờ em sẽ cùng mọi người đi vô trong nha. Giờ này thì em thấy là mọi người đang bắt đầu trải bạt để ngồi ăn ở dưới cái hàng dương rồi. Đó, mọi người bắt đầu trải bạt rồi nè. Ở khu công viên này thường thường thì vào ngày cuối tuần hoặc ngày lễ thì người ta sẽ cho mọi người bán đồ ở dưới khúc dưới này nè. Nên các cô các chú mà bán đồ thì tập trung ngay khúc dưới cùng chứ không có tập trung ở khúc trên. Chỗ này thì bán nhiều đồ lắm, từ đồ ăn nè, nước uống nè, hải sản nè, rất là nhiều thứ luôn. Mình sẽ cùng mọi người đi qua xem một vòng nha. Ở sau lưng của cái đồi này sẽ là bãi xe. Còn ở phía trước mặt mọi người cái nhà xanh xanh đó là cái nhà để mọi người có thể tắm nước ngọt. Chỗ này có mấy cô bán kem này. Còn đây là hải sản. Ở đây có sò móng tay, ốc tỏi, sò mai, sò điệp. Đó, có một dãy bán đồ ăn cho mọi người luôn nè. Ở đây thì mình bán sao cô? Cái mấy này nè. Dạ, 100 ngàn một dĩa. Dạ, 100 ngàn chế biến sẵn cho mọi người luôn. Còn bên này là bán bánh quay vẹt. Wow, khói bốc nghi ngút luôn. Dạ. Rồi, em sẽ cùng mọi người đi tiếp nha. Đó, ở đây có nước này, có bánh tráng mắm ruốc cũng rất là nổi tiếng ở Phan Thiết nha. Wow, rất là hấp dẫn. Đó, mọi người thấy là vào cái ngày lễ, ngày cuối tuần thì mọi người hay ra đây. Đây là một cái khu viên rất là lý tưởng để mọi người có thể cùng nhau ăn uống nè, mát mẻ nữa. Rồi đi qua đây sẽ là khu để mọi người có thể thuê áo phao.
Đó, mọi người thở phào ở chỗ này. Ngoài ra thì mọi người nếu mà muốn rửa chân hoặc là tắm qua nước ngọt thì có mấy cái vòi công cộng ở chỗ này nè. Bây giờ thì Phan Thiết mới làm lại mấy cái vòi này rồi. Và mọi người sẽ có nước ngọt tắm rất là thoải mái. Rồi em sẽ cùng mọi người đi xuống dưới kia nha. Đi xuống dưới kia xong lát nữa quay ngược lên thì sẽ đi lên ngay cái chỗ dãy nhà tắm công cộng cho cô chú anh chị xem. Rồi sẽ đi ra bãi xe. Wow, khúc này em thấy khách du lịch cũng xuống đây tắm nhiều nữa. Ở cái bờ kè bên này thì sẽ không đẹp bằng cái bờ kè bên kia đâu. Cô chú anh chị nhìn em thấy đi ngang qua khoảng chừng mấy chục mét nữa thì thấy bờ kè bên kia nó đẹp hơn bên này nhiều. Tại vì bên này làm trước, còn bên kia thì mới vừa hoàn thiện xong. Wow, chỗ này có nhiều bé nhỏ này. Chỗ này thì có một con đường để cho cô chú anh chị có thể đi xuống biển. Đây là con đường công cộng. Chỗ này người ta lót đường rất là đẹp, lót bằng đá hoa cương hết luôn. Ngoài ra thì gạch được ốp tường nè, còn phía trên thì lắp đèn sáng nè. Đường này thì nó nằm ở kế bên cái bãi xe. Và mọi người sẽ có những cái bức hình rất là đẹp ở đây nè. Đó, cô chú anh chị thấy ở đây có rất nhiều tấm hình đẹp dọc dọc ở đây luôn. Rồi bây giờ em sẽ cùng mọi người tiếp tục đi dọc bãi biển nha. Đây là bãi biển mà em nghĩ là những cô chú anh chị nào thích ở trung tâm có thể tham khảo á. Tại vì đây là một cái bãi biển mà thứ nhất là miễn phí, thứ hai là ngay trung tâm, và thứ ba là nó sẽ tiện cho cô chú đi lại ăn uống ngay trung tâm thành phố. Wow, chỗ này em thấy khách du lịch nhiều nè. Chắc là khách ở những cái hotel ở phía trên á. Khách sẽ đi bằng cái con đường công cộng rồi xuống đây tắm biển. Lúc nãy cô chú anh chị đi bên kia thì cô chú anh chị thấy cái bờ kè nó không có đẹp bằng bên này đúng không? Bên này thì rất là đẹp, lót đá hoa cương, rất là cao nữa. Em sẽ đi tới cái quán cà phê chỗ này, xong rồi em sẽ đi quay lại cho cô chú anh chị xem. Tại chỗ này có một cái quán cà phê em nghĩ là cũng rất là lý tưởng để cho cô chú anh chị có thể tham khảo khi mà mình muốn kiếm một cái quán cà phê sát ngay bãi biển. Thì cái quán nó nằm ngay chỗ này nè, mấy cái đèn ở chỗ này thôi. Đây là cái quán cà phê mà em muốn giới thiệu cho cô chú anh chị. Đây là Ocean Coffee. Đây là một quán cà phê mà nó rất gần với mặt biển. Cô chú anh chị thấy quán ở bên này ha, cách một cái bờ kè thì sẽ là biển luôn. Và ở đây thì cô chú anh chị thấy người ta trang trí cho mình rất nhiều cái khung cảnh để mình có thể chụp hình check in. Rồi có một cái bãi cỏ đẹp. Ngoài ra thì người ta làm một cái dãy nhà ở phía trong kia cho mọi người ngồi có thể mát vào buổi trưa nữa. Nên cô chú anh chị nào mà thích nắng, thích chụp hình thì ra phía bên ngoài này. Còn thích mát, thích ngồi trong vườn dừa thì có thể vào phía bên trong. Thì cô chú anh chị cứ tìm ngay cái quán Ocean Coffee thì sẽ ra cái quán này. Ngoài ra thì cô chú anh chị thấy chứ kia kìa, ở xa xa đó, có một cái nóc nhà nhỏ nhỏ đó. Thì chỗ đó là cái quán cà phê thảnh thơi. Cái quán đó thì có gác, mọi người sẽ có một cái view cao hơn để mọi người ngó ra biển. Và bãi biển thì cực kỳ rộng lớn luôn. Đó, nếu như cô chú anh chị uống cà phê ở khúc này thì cô chú anh chị sẽ có một cái view rất là đẹp. Còn bây giờ em sẽ cùng với cô chú anh chị đi ngược lên lại cho cô chú anh chị xem qua cái khu tắm nước ngọt. Ở đây cũng có du khách đi xuống tắm này. Bên này thì em thấy là sóng nó to hơn bên kia nha, bên kia sóng nhẹ hơn.
Bây giờ thì em sẽ cùng với cô chú anh chị đi lên cái khu tắm nước ngọt để cho cô chú anh chị xem qua cái khu này nha. Giờ này thì em thấy mọi người đang bắt đầu đi xuống đây đông hơn. Ở dưới những cái bóng cây thì em thấy xuất hiện nhiều cái bạt hơn. Còn bên này là khu để cho mọi người tắm nước ngọt với lại dịch vụ gửi đồ. Người có thể gửi đồ với lại tắm nước ngọt ở đây. Khi cô chú anh chị đi từ dưới biển lên, đi qua cái khu tắm nước ngọt thì cô chú anh chị sẽ thấy cái khu này là cái khu mà mọi người ăn uống nhiều. Ở đây thì cô chú anh chị mua đồ hải sản chỗ này nè, hoặc là mua nước uống ở đây thì mọi người sẽ được miễn phí bạt. Những cái bạt này người ta sẽ trải và cho mọi người ngồi miễn phí. Và mọi người sẽ có một cái view dưới hàng dương rất là đẹp, rất là mát như thế này. Rồi đường này là đường để mọi người có thể đi lên trên cái bãi xe. Em sẽ cùng mọi người đi dọc lên nha. Em sẽ đi ra phía trước luôn cho cô chú anh chị xem là hình dung là cái bãi xe với lại cái đường đi vô nó như thế nào. Lúc nãy thì em đi từ bên kia đi dọc xuống biển. Còn bây giờ em đi từ đây đi ra ngay bãi xe. Chỗ này thì có nhiều cô chú bán đồ ăn, bán nước uống, rồi bán đồ ăn vặt ngay chỗ này lắm. Đặc biệt là buổi chiều. Buổi chiều sẽ đông hơn. Buổi sáng hơi nắng thì có một vài cô thôi. Chỗ này là mấy cô bán đồ ăn. Rồi bên này là bãi giữ xe máy. Còn ở ngoài cùng là bãi giữ ô tô. Mọi người đậu ô tô thì cứ đậu ngay chỗ này. Rồi ngoài ra nếu như cô chú anh chị mà không thích ở những cái khách sạn ngay đối diện biển này thì mình có thể ở trong những cái khu này nè. Khu này thì là cái khu gọi là khu nhà giàu á. Có những cái khách sạn rất là đẹp. Có những khách sạn mini người ta mới xây nữa. Thì cô chú anh chị vô trong đó thì mình sẽ có những cái giá phòng khoảng chừng 500-700 ngàn. Còn ngoài đây thì tiêu chuẩn của giống như kiểu resort á, thì giá phòng em nghĩ nó tầm 1 triệu, 1 triệu mốt. Còn ô tô thì mình có thể đậu bên này đi tắm biển. Hoặc là cô chú anh chị mà ở khách sạn thì mình qua bên ngay cái khách sạn mình đậu luôn. Khuôn viên ở đây thì rất là mát mẻ. Cô chú anh chị nhìn thấy chứ một cái vườn dương này nó cũng rất là cao á. Mát mẻ lắm. Bây giờ thì em sẽ đi xuống dưới đây để cho cô chú anh chị đi xem một vòng của cái công viên này nha. Ở đây là một cái công viên khá là mát, khá là yên tĩnh. Và ở đây còn có những cái khu vui chơi cho trẻ em nhỏ nhỏ nữa nè. Ở đây thì mọi người sẽ không được đi xe vào trong khuôn viên này. Thứ hai là mọi người không được dùng loa kẹo kéo ở khu vực này. Và nếu như mọi người muốn trải bạt ăn uống thì trải bạt ở khúc dưới kia thôi. Chứ còn khúc ở trên này thì sẽ không cho. Tại vì ở trên đây là cái khuôn viên để cho mọi người có thể đi dạo nè, tập thể dục nè, rồi đánh cầu lông chẳng hạn. Chứ còn ăn uống thì mọi người sẽ không được ăn uống trên khu này. Nên cô chú chị thấy là ở trên đây thường thì sẽ không có đông bằng dưới kia. Dưới kia khách du lịch sẽ đông hơn. Còn bây giờ thì em sẽ đi ra lại ngay chỗ cái biển công viên cho cô chú anh chị xem nha. Nãy giờ là đi một vòng ở cái công viên này luôn rồi đó. Thực ra nói một vòng thì cũng không đúng đâu. Tại vì từ đây đi xuống dưới cuối của cái công viên thì cũng còn khá là xa. Tại công viên này nó chiều sâu thì nó không có sâu nhiều, nhưng mà chiều dài thì nó rất là dài. Bây giờ em đã ra ngoài rồi, ra ngay cái chỗ mà lúc đầu em đi vô, ngay cái biển công viên Đồ Dương ngay chỗ này. Sau khi cùng với cô chú anh chị đi một vòng ở bãi biển Đồ Dương thì bây giờ em đã quay trở lại với lại cái công viên. Và đây là cái biển của cái công viên nè, đây là công viên Đồ Dương. Hôm nay thì giới thiệu cho cô chú anh chị cái bãi biển này bởi vì có nhiều cô chú anh chị hỏi em là nếu như đến với Phan Thiết mà muốn tắm biển ở ngay trung tâm thành phố hoặc là ở những cái căn mà đối diện mặt biển thì có thể tham khảo ở địa điểm nào. Thì bãi biển Đồ Dương là một trong những địa điểm cô chú anh chị có thể lựa chọn. Ví dụ như cô chú anh chị muốn ở khách sạn thì có thể tham khảo khách sạn Đồ Dương, khách sạn Bình Minh hoặc là khách sạn TTC. Còn nếu như cô chú anh chị mà muốn ở hotel thì mình có thể đi vào trong cái khu Ocean chỗ này. Thì có nhiều cái hotel mini ở trong đó. Ngoài ra thì nếu như cô chú anh chị mà ở ngay trung tâm thành phố thì cô chú anh chị sẽ gần với lại những tuyến đường ăn uống. Ví dụ như ở đây có đường Lê Lợi và đường Võ Thị Sáu là một trong những cái đường ăn vặt rất là nhiều nè.
Ngoài ra thì có quán cà phê Highland hoặc là một số quán cà phê dọc dọc bãi biển ở chỗ này. Nên hôm nay làm cái clip để giới thiệu cho cô chú anh chị một cái bãi biển ngay trung tâm thành phố. Rồi có những cái khách sạn ở gần đây để cho cô chú anh chị có thêm một cái sự lựa chọn khi đến với Phan Thiết. Còn bây giờ thì em xin dừng cái clip tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị vào video tiếp theo nha.